Em lên thân lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nha. Đây là cái mẫu bếp từ Tarawa, hàng Nhật cực kỳ là xịn sò luôn. Hàng còn mới chưa bóc tem quý vị nhé, hàng còn mới chưa bóc tem này. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Công suất của nó là 2200 quý nhá, 2200W cho em này. Và cái những cái bàn phím mình sử dụng là bàn cảm biến quý vị nhá. Đây nút mở nguồn này, khi mình găm điện mình mở nguồn. Xong mình bấm nút bàn tay nhá, xong mình sử dụng là cộng trừ để nâng nhiệt độ lên xuống tùy ý mình nhá. Rồi, và ngày hôm nay đặc biệt em sẽ tặng kèm cho những quý anh em nào bà con bạc mình chốt đơn với một cái mẫu bếp từ này, em sẽ sale cho giá về 260 nhá. 260 có tặng kèm theo một cái mài dao 3 khe hàng của Nhật luôn. Mài dao 3 khe hàng của Nhật luôn quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Em vì một cái lô đèn nhảy 7 màu quý vị nhá. Đấy, dây dài 40 mét cho em này. Màu này dây dài 40 mét quý vị nhá. Có điều chỉnh luôn, mình cứ điều chỉnh được thoải mái nhá. Đấy, nhiều màu luôn cho quý vị bà con bạc muốn nhanh muốn chậm, muốn đổi như thế nào thì tùy ý nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sale cái lô sản phẩm này giá mà nó là siêu rẻ luôn. Với giá chỉ có 75.000 nhá. 75.000, dài 40 mét cho em nhá. 7 màu siêu đẹp như này. Về mình trang trí để làm trang điểm nhá trong ngôi nhà của mình. Đấy, Noel hay là Tết Tây, Tết Ta gì cũng chơi cũng đẹp hết, tuyệt vời luôn quý vị nhá. Em xả cho quý anh chị em bà con mặc mình một cái mẫu, đây là dây đai an toàn quý vị nhé. Dây đai an toàn dành cho tất cả các anh chị em bà con mặc mình ấy, mà thường xuyên hay làm việc trên cao này, leo cây này, hay là làm việc trên cao mà có nói chung là không an toàn, thì mình nên mua một sợi dây an toàn này về để bảo về cho sức khỏe của mình quý vị nhé. Dây đai cực kỳ là ngon luôn, dây dài nhé, có êm nhé, bọc quanh đây, dài cực kỳ là ngon luôn, rất là xịn sò quý vị nhé. Hàng bao chắc chắn, bao xịn sò như này. Ngày hôm nay em sẽ sale cho mình với giá chỉ 150.000 nhá. 150.000 với một cái sợi dây an toàn, dây đai an toàn nhá. Để mua về để bảo vệ cái tính mạng sức khỏe của cho mình và cho người thân của mình quý vị nhá. Rồi, chỉ có 150.000 thôi. Em đến cho quý anh chị em bà con hoặc mình là một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái kem trì nấm, kem trì nấm trì lên men hắc lam. Hắc lam quý vị nhá, hàng gia truyền cực kỳ là VIP và xịn sò luôn nha. Nó chuyên trì lên men hắc lam, nấm gãy tay gãy chân này và nói chung là trì ngứa cực kỳ nấm, đặc biệt là nấm da đầu quý vị nhé. Đặc biệt là em này trì nấm da đầu cực kỳ là VIP luôn. Đây em cũng đang xài luôn quý vị nhé, cực kỳ hay luôn. Và ngày hôm nay em sẽ sale cho mình với giá chỉ có 25.000 tiếp nhá. Đấy là hai quý vị nào mua hai hộp là sẽ 25.000 mà một hộp là 30.000 cho em nhá. Một cặp là 50.000. Đấy hai hộp, còn một anh nào mua lẻ một hộp là 30.000 cho em nhá. Nhiều sản phẩm. Rồi, và ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm, đây là cái đầu vít quý vị nhá. Đầu vít hít này, chống lắc, chống nói chung là chuẩn bị rơi rớt này. Quý vị nhìn này nha. Chắc vào đây rồi là nó mình bóp qua nó cũng rơi cũng rớt luôn, cực kỳ là hay luôn nhá. Vì đây là có 500 dư rồi này. Vít này mình bắn mình đi xa nó không bị rớt quý vị nhá. Đưa ra không bị ngoài, không bị rớt, không bị lắc quý vị nhá. Cực kỳ hay luôn. Đầu này là hai đầu quý vị nhá, hai đầu. Đây một đầu vít như này. Đó, cực kỳ là vít như này, 500 quý vị nhá. Cực kỳ là xịn. Thì đầu dù hay đầu bằng gì cũng ghim được hết nhá. Cực kỳ là ngon. Đấy, để vào như này không bị rớt quý vị nhìn nhá. Để như này không bị rơi, không bị rớt quý luôn. Đấy, để cũng không rơi không rớt luôn, cực kỳ là xịn luôn. Rồi ngày hôm nay em sẽ thanh lý với cái màu này ấy. Với giá chỉ có 15.000 một cái nhá. 15.000 một đầu thôi, 15.000 một đầu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là VIP luôn, 15.000 một đầu. Tiếp đến cho mình là cái màu chén nhá, chén này để mài kính này, mài kính hoặc mài đá hoa cương. Đấy, cho nó nhặn nhé, không bị xước cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi cái này để lắp vào máy mài hoặc là mình cầm tay, mình ít thì mình dùng cầm tay cũng được, mình liếc quý vị nhé. Đấy, cực kỳ là VIP luôn. Đây là đá mài hoa cương và kính nhé, đá mài kính cho em này, cực kỳ là ngon luôn. Rồi ngày hôm nay sale với giá chỉ có 40.000 một cửa lưỡi nhé, 40.000 một lưỡi thôi, cực kỳ là rẻ. Còn anh chị em bà con hoặc mình mà thường xuyên đấy, cắt những chi tiết nhỏ thì em có về cái mẫu lưỡi cắt mini nhé. Đây là mười lưỡi cắt mini để cắt những chi tiết nhỏ quý vị nhá. Mình kẹp vào máy khoan cho em này, máy khoan pin khoan điện gì cũng tùy hết, có đầu luôn theo kèm. Đấy, một cái bộ như này em sẽ sale cho mình với giá chỉ có 65.000 nhá. 65.000 một cái này. Đấy, một vị như này gồm có 5 cái quý vị nhá. Rồi tiếp đến cho mình nữa, đây là cái sản phẩm mà đầu chuyện 13 ly nhá, đầu 13 ly. Đấy, thì đầu hư hỏng thì mình đây là đầu sắt quý nhá, đầu hư hỏng mình có thể mua về mình thay, có tặng kèm theo mờ này. Và đây là cái đầu chuyển để mình chuyển từ khoang bê tông 3 chức năng đầu gài ấy. Đấy, để mình chuyển qua chế độ khoang, mình dắt vào mình gài là mình có thể khoang cực kỳ là ngon nhé, khoang sắt khoang đầu.
cực kỳ là ngon luôn. Đấy, để kẹp mũi khoan quý vị nhé, cực kỳ là xịn luôn. Rồi, hôm nay Sơn Lý với giá chỉ có 65.000 thôi, siêu rẻ, quý cho quý vị bà con mặc mình nhá. Em lên tiếp cho quý anh chị em bà con mặc mình một cái mẫu mài dao nhé. Đây là cái mẫu mài dao ba khe hàng của Japan quý vị nhé, hàng Japan. Ở trong này thì có ba rặn quý vị nhé, một rặn mài kéo này, đây là cái rặn mài kéo này, và đây là rặn mài thô và rặn mài mình quý vị nhé, để mình già mài cái dao cái kéo cho nó hợp với cái rặn quý vị nhé. Thì đây là cái mẫu mài dao ba khe ngày hôm nay em sale cho mình với giá chỉ có 25.000 một cái nhé, 25.000 một cái mẫu mài dao ba khe. Đấy, nhà bếp nào cũng nên có một cái như này, nó rất là tiền quý vị nhé. Xin chúc quý anh chị em bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm đầu chuyển cắt tôn quý vị nhé. Đây là cái mẫu đầu chuyển cắt tôn để mình kẹp vào máy khoan này, kẹp vào máy khoan nhé, máy khoan pin khoan điện nói chung được gì điều hệ quý vị nhé. Mình kẹp theo vòng theo cái cổ của cái máy khoan như này thì mình cắt cực kỳ là xịn sò luôn nhé. Rồi hai cái bánh răng, và mình muốn điều chỉnh cho nó cắt tốt này thì mình xịt, đây là con ốc nhé, mình điều chỉnh ấy, mình sắc dày sắc mỏng thì mình điều chỉnh cái này nhé, để hai cái bánh răng này nó xịt lại với nhau khi mình cắt cho nó ok quý vị nhé. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cái đầu này với giá chỉ có 150.000 thôi, 150.000 một đầu chuyển như này nhé, đầu chuyển cắt tôn dành cho mảnh khoan pin khoan điện cực kỳ là hay quý vị nhé. Rồi quý vị quan tâm thì alo cho em này. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình nhé. Ngày hôm nay mới về một lô sản phẩm mỡ bò chịu nhiệt cao quý vị nhé, cực kỳ là xịn sò luôn, hàng bao chất lượng bao vip cho quý vị bà con hoặc mình. Thì ngày hôm nay em trẻ công ty thanh lý rẻ này nên có số lượng cực kỳ là lớn luôn, thanh lý giá sập sàng cho quý vị anh chị em bà con hoặc mình nhé. Em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có 50.000 một lò nhé, 50.000 một lò với một cái mỡ chịu nhiệt cao. Mình có thể thay thế hay mặt đàn này hay là những cái dòng sản phẩm nào ấy, nhưng mà cần đến mỡ bò mà chịu nhiệt cao thì mình sử dụng ngay cái ủ mỡ bò này cho em nhé. Hàng bao chất lượng quý vị nhìn nhé, cái đồ đậm đặc của nó này ấy, mình thấy cái gió của nó mà nghiêng như này nó cũng quẹo luôn, cực kỳ là vip quý vị nhé. Rồi sale cho mình giá chỉ còn 50.000 thôi nhá. Em lên thanh lý tiếp cho quý anh chị em bà con mặc mình ấy, một cái mẫu sản phẩm hàng cực kỳ là xịn cho quý anh chị em bà con mặc mình luôn. Đây là cái mẫu ổ khóa quý vị nhá, ổ khóa chống cắt này, chống cắt cực kỳ là ngon luôn, chống quá trộm quý vị nhá. Rồi nó thì theo kèm là bốn chìa cực kỳ là xịn sò như này, chìa này là chìa khóa chống chống mở trộm quý vị nhá, chìa chống mở trộm luôn, cực kỳ là vip luôn. Hàng USA quý vị nhá, hàng USA cực kỳ là vip. Đây hàng USA quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 65.000 thôi, hàng BPO nhé, hàng BPO USA cực kỳ là vip luôn. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, cái một sản phẩm đấy là cái dây dù quý vị nhá. Đấy, dây dù thì em có hai loại luôn, hay một loại là tròn quý vị nhé, một loại tròn cực kỳ là hay. Dây là dây thần 8 ly quý vị nhé, kích thước của nó là 8 ly này, dài 13 mét, dài 13 mét quý vị nhé. Ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 55.000 thôi, 55.000 một cuộc như này nhá. Còn bác nào muốn dây bè mà dài 20 mét, dây bè dài 20 mét quý vị nhé, dây này thì 65.000 một cuộc nha em. Đấy, giá mình nói siêu yêu thương cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Em lên thanh lý tiếp cho quý anh chị em bà con hoặc mình một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng quý vị nhé. Đây là một cái mẫu mà dây rửa xe cao áp dài 50 mét. Đấy, hàng nhập khẩu quý vị nhé, hàng nhập khẩu cực kỳ chất lượng luôn. Đây là hàng của Hàn Quốc quý vị nhé, hàng Korea của Hàn Quốc luôn quý vị. Và đặc biệt cái mẫu này ấy, thì mình để thay vào những cái đầu nhé. Đây là đầu nén của máy thì mình lắp vào vừa quý vị nhé. Còn máy rửa xe mà thông thường đấy thì mình không lắp vào vừa đâu, mình phải chuyển qua cho em nhé, phải mua thêm cái đầu chuyển từ 16 qua 22, còn đầu này đầu 16 quý vị nhá. Rồi đây là dây rửa xe dành cho dây máy cao áp quý vị nhá. Các bác nào mà chuyên làm rửa xe này, gia đình cần sử dụng dài ấy, thì mình nhất ngay bộ này cho em nhá. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý với giá chỉ có 480.000 nhá, 480.000 một cái cuồng dây rửa xe dài 50 mét, hàng cao cấp chất lượng xịn sò như này. Rồi quý anh chị em bà con mặc mình quan tâm thì ở em nhá. Em sell tiếp cho quý anh chị em bà con hoặc mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái màu búa đóng đinh, hàng cực kỳ cao cấp cho quý vị bà con hoặc mình, hàng thương hiệu quý vị nhé. Rồi và nó có khắc đấy, in ấn trên này luôn quý vị nhé. Cái búa này là nó trọng lượng của nó là 0,75 kg, hay là nó gần 8 lạng đó quý vị, gần 8 lạng nhé. Búa đóng đinh cán nhựa cực kỳ là vip luôn nhé. Và đặc biệt cái màu này là nó chống trượt, có chống trượt, đóng đinh chống trượt quý vị nhé. Và có đinh luôn, có 500 hít đinh cho quý vị bà con hoặc mình.
ngày hôm nay em sẽ sell cho mình bà con bạc mình ấy, cái giá chỉ có 65.000 một cái nhá. Một cái búa cầm rất là đầm tay nhá, hàng cực kỳ là xịn luôn. Rồi, với giá chỉ có 65.000 quý vị nhá. Em sell tiếp cho quý anh chị em bà con bạc mình một cái lô sản phẩm, đấy là một cái kìm, một cái cà lê xích quý vị nhá, hàng cà lê xích, hàng Kabushi của Nhật quý vị ơi, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Ui, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, hàng Kabushi quý vị nhá, hàng cà lê xích, đấy mắc vào và mở cho tất cả các cái bồn gió này, bình lọc nước này cho quý vị bà con hoặc mình nhá, rất chi là dễ sử dụng, đa năng, đấy, to cả nào cũng chơi được quý vị nhá. Rồi, 12 in cà lê xích Kabushi, đấy, em sell với giá chỉ có là 100.000 nhá, 100.000 một sản phẩm thôi, hàng cực kỳ là chất cho quý vị bà con hoặc mình. Em lấy tiếp cho quý vị bà con hoặc mình cái sản phẩm tiếp theo nhé. Đấy, đây là một cái lò dung dịch để xịt ruồi, xịt muỗi, xịt kiến quý vị nhé. Đa chức năng. Hàng này là hàng Thái Lan quý vị nhé. Hàng Thái Lan, đấy, gia cần dùng hàng Thái Lan. Cực kỳ VIP luôn quý vị nhé. Không mùi hôi, không mùi hôi quý vị nhé. Đặc biệt nó không có mùi hôi luôn. Đấy, có một vị thơm nhẹ cho quý vị bà con hoặc mình. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với cái một cái lò như này. Đấy, với giá chỉ có 70.000 nhé. Với giá chỉ có 70.000 thôi. Giá mà là siêu rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Một lò như này chỉ có 70.000 đây, hàng Thái Lan quý vị nhá. Còn kế tiếp, bác nào mà có nhu cầu về rửa xe ô tô này, hay rửa xe ô tô về bình bọc tuyệt nhá, nước rửa xe bọc tuyệt cho quý vị bà con hoặc mình, đây là siêu sạch và siêu bóng cho chiếc xe của mình nhá. Thì ngày hôm nay em sell với giá chỉ có 75.000 nhá, 75.000 một lò như này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít quý vị nhá, dung tích của nó là 1 lít quý vị ơi. Đấy, 1 lít thôi, 75.000 quý vị nhá. Hàng này là hàng cực kỳ xịn sò cho quý vị bà con hoặc mình. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, một cái mẫu sản phẩm ấy, ngày hôm nay về số lượng cực kỳ là nhiều luôn quý vị nhá. Đấy, ấm uống nước hiệu Cucu cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, một cái thương hiệu cực kỳ là xịn sò và đẹp quý vị nhá. Đây là cái mẫu ấm thủy tinh trong suốt này, thủy tinh trong suốt nhá. Có viền đèn led bao quanh như này. Hiệu Cucu và dung tích của nó là 2 lít quý vị nhá. Dung tích của nó 2 lít. Đấy, tay cầm mà, và nói chung là đế cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Bao đẹp, bao xịn sò cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có 135.000 nhá. 135.000 một cái sản phẩm, một cái ấm nước Cucu như này. Đấy, rất chi là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình nhá. Tặng luôn cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Rồi, bây giờ em sẽ lên thanh lý cho quý anh chị em bà con mình một cái mẫu cưa lắc hàng Nhật quý vị nhá. Cực kỳ là VIP luôn. Đấy, đây là cái mẫu cưa lắc, cưa gọi là cưa mini ấy. Cưa những cái cành nhỏ quý vị nhá. Để cưa những cái cành nhỏ hoặc là mình cưa thật cao này, cưa những cái miếng gỗ cần có độ cong queo ấy, thì mình sử dụng cái cưa này bằng tay quý vị nhá. Đây là cái mẫu cưa bằng tay, cầm tay cưa lắt bằng tay quý vị nhá. Rồi, hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 20.000 một cái nhá. Còn bác nào mua combo 3 cái là 50.000, combo 3 cái là 50.000 cho em. Hàng cực kỳ là chất luôn nhá. Đấy, cầm tay cưa rất kỳ là ok. Rồi, còn mình muốn lớn hơn để cưa cây, cưa củi thì đây là cái mẫu cưa cầm tay quý vị nhá. Đấy, có hộp đựng này, có hộp nhựa đựng theo kèm luôn. Đấy, có rắc túi luôn quý vị nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, sale với giá chỉ có 100.000 nhá. 100.000 thì em để sẽ đi combo tăng kèm một lưỡi nữa nhá, tăng kèm theo một lưỡi hay lưỡi cưa Japan luôn quý vị nhá, cực kỳ là chất như này. Đấy, một combo như này, một cưa, một hộp và một lưỡi, 100.000 nhá. Còn bác nào mua lời lẻ thì em sẽ sell cho mình giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá, 25.000 một lưỡi như này, ok chưa? Rồi, tiếp đến cho mình nữa, đây là cái mẫu dùa. Dùa này là dùa cưa, dùa tròn nhá. Dùa cưa lưỡi xích. Đấy, lưỡi xích cho quý vị. Em sẽ sell cho mình 15.000 một cái thôi. Đấy, ngày hôm nay bán giá kịch sàng luôn cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Chỉ có 15-20.000 thôi. Rồi, tiếp đến là cái sợi xích này. Đây là sợi xích của dùng cho cái lam xích 12 in quý vị nhá. Lam xích 12 in. Đấy, rất kỳ là ok. Hàng này hàng cực kỳ chất quý vị nhá. Đây là đầu hộ, hàng cực kỳ VIP luôn. Đấy, mạnh hộ luôn á. Rồi, giá chỉ có 50.000 một sợi nhá, giá chỉ có 50.000 thôi. Siêu rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Tiếp đến là ba cái đầu chuyền nhá, ba cái đầu chuyền từ máy khoang sang bu lông nhá, mình kẹp vào máy khoang này hoặc chuyên vít để mình mở bu lông nhá. Thì gồm có ba đầu, đầu 1/4, đầu 3/8 và đầu 1/2 nhá. Còn là ken tôm nhá, ken tôm chỉ có 50.000 thôi. Hàng cao cấp cho quý vị bà con hoặc mình. Đây, hàng cao cấp quý vị nhá. Rồi, tiếp đến là cho mình những cái bộ lề. Đây là cái mẫu lề hơi. Lề hơi này thì mình để thay những cái tủ văn phòng quý vị nhá. Rồi, đấy, tủ văn phòng một cặp như vậy là 20.000 nhá. Một cặp là hai cái. Còn bác nào mua lẻ thì một cái 10.000 cho em. Một cái 10.000, một cặp 20.000 cho em nhá.
Rồi cái lề hơi thì mình thay những cái cửa văn phòng ấy, cái tủ cửa văn phòng cho mình, tủ bếp đấy, bị hư hỏng thì mình dùng cái bảng lề hơi mini này quý vị nhá. Rồi tiếp đến là bảng lề, nếu như bảng lề là bảng lề lò xo có tự động đóng vào nó từ mở ra quý vị nhá. Đấy là bảng lề tự động cho em, thì một cái như này chỉ có 30.000 thôi, một cái 30.000 nhá. Bên em sẽ thanh lý cho mình giá chỉ có 30.000 thôi, giá siêu rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Tiếp đến là cái màu sản phẩm mà tô vịt nhá, màu tô vịt lùng, đây là cái màu tô vịt tăng giảm lùng này đây, và đây là nó tăng kèm rất nhiều đấy, tăng kèm rất nhiều các cái đầu, gồm có 5 đầu nhá, 6 đầu luôn, 6 đầu gồm có ba ke này, lục giác này, và lục giác sao, lục giác bông và lục giác hai cần đều có hết cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Đấy quý vị nhìn thấy chưa, ke bẹp có đầy đủ hết đấy, thanh lý giá chỉ có 50.000 một vịt như này nè, 50.000 một vịt thôi, siêu rẻ cho quý bà con hoặc mình. Tiếp đến là bộ lưỡi bào, hai hàng cao cấp cho quý vị bà con hoặc mình. Bộ lưỡi bài bào Makita nhé, bộ lưỡi bào Makita cho em. Hai hàng Makita quý vị nhìn thấy chưa? Có chữ dập nổi Makita in trong này luôn, cực kỳ là VIP luôn. Rồi, thanh lý cho mình giá chỉ có 50.000 một bộ thôi, 50.000 một bộ nhá. Rất chi là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Và đến là cái sản phẩm một cái vòi xịt. Đấy, vòi xịt này là vòi xịt của nhà vệ sinh quý vị nhá. Bằng inox 304, inox 304 cho em nhé. Có dây, đấy, tặng kèm theo dây nhé. Giắc đế đầy đủ và xịt inox 304 cực kỳ là cao cấp và xịn sò như này. Ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 90.000 một bộ nhá. Với giá chỉ có 90.000 thôi, hàng này bao VIP luôn quý vị nhá. Dây của nó là dài 1m2 này, dây dài 1m2 này và dài hàng VIP cho em inox 304 nhá. Đấy, chỉ với giá chỉ có 90.000 thôi, một sợi như này. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái bộ kìm mở phe nhé, bộ kìm mở phe. Bộ kìm mở phe gồm có 4 cây này, gồm có 4 cây, 2 cây mở ra, 2 cây mở vào, 2 cây cong và 2 cây thẳng. Bên em sẽ sell cho mình giá 155.000 nhá. 155.000 thôi. Còn tiếp là cái màu sản phẩm mà đèn đổi đầu quý vị nhé. Đây là màu đèn đổi đầu, xài pin 18650. Thì đèn pin này thì em sẽ sell cho mình giá chỉ có 45.000. Có dây sạc theo kèm nhé, dây sạc mình về mình dùng qua cụ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, với giá chỉ có 45.000, nằm trong hộp đường nhựa như này, rất là rẻ. Rồi, tiếp đến là thước kẹp điện tử quý vị nhá. Thước kẹp điện tử thì nó 130 thôi, thước kẹp điện tử quý vị nhá. Đấy, mình kéo qua kéo ra rất là ok. Bao chính xác, bao chuẩn luôn quý vị nhá. Rồi, nó có hiển thị cả cơ, cả điện tử cho mình. Đấy, em thanh lý với giá chỉ 130. Rồi cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình. Rồi, tiếp đến là máy mài nhá, máy mài. Máy mài này là máy công tắc bóp quý vị nhá, công tắc bóp có điều chỉnh tốc, hàng cực kỳ xịn sò luôn, dây đồng bao 100%, em bao công trình gia đình gì bao tất tật tật quý vị nhá. Và hôm nay em sẽ tặng kèm cho mình giá rất chi là sản phẩm ba cái phớt này, tặng phớt này, rồi tặng đá mài này, rồi tặng đá cắt cho bà con quạt mình nhá, với giá chỉ có 290.000 nhá, với giá chỉ có 290.000 cho em, siêu rẻ siêu yêu thương cho toàn thể quý vị bà con quạt mình nhá. Lên thanh lý tiếp cho quý vị bà con quạt mình một cái màu, đây là tăm nhá, tăm này là tăm xỉa răng y tế cho em. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Cái màu này thì mình xỉa răng không bị to răng này, không bị rồng chân răng này và không bị ảnh hưởng viêm lời quý vị nhá. Cực VIP luôn. Đấy, tăm y tế nhá, một hộp như vậy gồm có 50 cái này. Một hộp như vậy 50 cái và em sẽ hôm nay sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Đấy, bác nào mua combo 3 cái như này em sẽ sell mình 25.000. Còn mua lại một hộp như này 10.000 quý vị nhá. Với giá chỉ có 10.000 thôi, rất chi là rẻ. 18 này nhá, 20, 22, 25 và 27, 30, 32 và 35 quý vị nhá. Đấy, có rất nhiều size như này, rất nhiều size quý vị nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 15.000 một cái nhá. Đấy, đồng giá luôn quý vị ơi, em bán đồng giá luôn nhá. 15.000 một cái mũi quẹt như này thì quý vị nhìn như nào. Đấy, hàng Kentop cao cấp quý vị nhá, hàng cực kỳ là xịn luôn. 15.000 một cái quý vị nhá. Rồi từ 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32 và 35 quý vị nhá. Đấy, có nhiều size như này quý vị lựa chọn nhá. Tiếp đến là cho mình nữa là một cái màu chì hàng và kèm theo một hộp nhựa thông. Đấy, nó gói gọn nó nằm trên năm này một hộp. Đấy, rất là đẹp như này. Chì hàng kèm nhựa thông nhá. 30.000 thôi, với giá chỉ có 30.000 thôi nhá. Cực kỳ là rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, tiếp đến là cái màu cà lê đa năng gồm có 2 cây nhá. Mình mở lớn nhất là 32 cho em, mở lớn nhất 32. Còn cái này đầu lớn đầu nhỏ là nói chung là mình mở tùy ý nhá, mình mở tùy ý mình.
mình càng siết thì nó càng chặt quý vị nhé. Cà lê đa năng gồm có hai cây 75.000 nha nhé, em bán combo gồm có hai cây 75.000 đấy, nó chỉ từ 8 tới 32 nhé, từ 8 đến 32 mili là nhích được, ok cho em. Rồi đến cho mình nữa là một cái màu bồ mùi khoẹt nhé, bồ này là mùi khoẹt, có thể là mình khoẹt âm gồ nhá, đấy, mùi khoẹt âm gồ cho em này. Đấy, đây là cái màu này là phi 10 quý vị nhá, vừa mùi khoang này, rồi một cái đầu này để mình khuyên xuyên nhá, xuyên là con cái đầu âm cái đầu ấy, âm cái đầu 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 mụ của nó ấy. Đấy, là một dùng mình dùng để cái mùi này nhá. Cái màu này là phi 10 cho em. Đấy, nó chỉ có đục phi 10 thôi. Phi 10 nhá, 25.000 một cái cho em này. Với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. Còn mua ai mua nguyên hộp 5 cây là 101 quý vị nhá. 5 cây 110.000, đấy còn một cây 25.000. Giá mình là siêu rẻ, siêu yêu thương cho quý vị bà con bạc mình. Tiếp đến cho mình nữa là lề cửa nhá. À, lề cửa thì mà lề cửa mở tự động này. Đấy. À, mở ra là có lò xo nó trả lại nhé, một cái lề bằng lề đấy, mình mở ra là nó sẽ tự đóng lại cho mình. Lề cửa cho quý vị nhé, 35.000 một cái thôi, với giá chỉ có 35.000. còn bác nào muốn dùng lề hơi, lề hơi cho các cái tủ văn phòng này hay là tủ bếp này thì dùng cái lề hơi này nhé. Lề hơi này thì với giá chỉ có 10.000 một cái thôi, lề hơi 10.000 một cái quý vị nhé, siêu rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Dây đai an toàn này, mẫu này là dây đai an toàn này, mình leo trèo trên cao nhá, mình mắc lại để cho nó an toàn cho bản thân cơ thể của mình đấy, an toàn cho để có sự yên tâm của người thân của mình nhá. Khi mình leo trèo lên cao với giá chỉ có 500, chỉ có 150.000 nhá, với giá chỉ có 150.000 thôi, siêu rẻ. À, rồi tiếp đến là cho mình nữa là bác nào mà thường xuyên mình hay kéo hay là sử dụng di chuyển những cái vật mà khá nặng ấy thì mình có cái thiết kế cái rồng rập quý vị nhá. Rồi lấy dây mà kéo cho nó khỏe quý vị nhá, lấy dây kéo thì cái này thì cái trọng lượng của nó là 200 kg nhé, mình kéo được 200 kg. Đấy, cái rồng rập kéo quý vị nhé, 200 kg, em xem với giá chỉ còn 50.000 thôi, 30.000 quý vị nhé, với giá chỉ có 30.000 cái rồng rập như này, giá mà là siêu rẻ luôn. Rồi tiếp đến là một cái đầu nữa, đầu này là đầu chuyên vịt nhé, đầu chuyên vịt hàng cực kỳ là ngon luôn, đầu để chuyển vào bu lông, để lắp vào bu lông này, lắp vào bu lông xong mình chuyển qua chuyên vịt nhé, mình kẹp những cái ba ke này, bằng tôn này, đấy thì cực kỳ là ngon luôn. Xeo giá chỉ có 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái thôi. 500 hàng quý vị nhé, 500 đây là cái kẹp mạt ấy, kẹp mạt 500. Kẹp mạt 500 cho quý vị với giá chỉ có 25.000 một cái nhé. Kẹp mạt 500 25.000 một cái thôi. Ok cho quý vị. Rồi, và đến cho mình nữa là một cái sản phẩm nữa là một cái bộ kìm mở phe quý vị nhé. Bộ kìm mở phe gồm có 4 cây, gồm có hai cây thẳng, hai cây cong. Hai cây thẳng và hai cây cong, hai cây mở ra và hai cây mở vào cho quý anh chị em bà con bạc mình nhé. Đấy, bóp có cây bóp ra bóp vào thì nó sẽ mở ra, có cây mà bóp vào thì bóp ra nó sẽ mở vào nhé, bóp thì nó sẽ đóng vào cho em. Đấy, khi mở phía cong và thẳng giống nhau nhé, combo như vậy em sẽ sell cho mình 155.000 nhé, 155.000 một cái bộ như này, siêu rẻ rồi. Rồi kịp tiền là một cái mẫu lưỡi rìu quý vị nhé, mẫu rìu rìu cực kỳ là ok luôn. Đấy, mình chặt cây này, chẻ cùi này, hay là chặt xương chặt thịt cực kỳ là ngon. Đấy, lưỡi rìu của nó thì nó rơi vào tầm 6-7 phân gì đấy, 6-7 phân gì đấy quý vị nhé, rất là dài luôn, mình chặt cực kỳ là đạo luôn nhé. Đấy, hàng cực kỳ là ngon cho quý vị, có cảng đầy đủ luôn, sale với giá chỉ còn 150.000 nhé, 150.000, giá siêu yêu thương cho quý vị bà con bạc mình nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Rồi lên cái sản phẩm visa quý vị nhé. Đấy, lên tiếp cho mình cái sản phẩm visa cao cấp này quý vị nhé, đây là sản phẩm visa bò cho em nhé. Visa bò nó có nhiều ngăn luôn, ngăn tiền, ngăn nói chung là hàng cực kỳ là xịn sò, nhưng ba ngăn nhá, túi to túi nhỏ đầy đủ hết, thẻ ATM, giấy chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước công dân có đầy đủ hết quý vị nhá. Rồi cái màu này là da bò cao cấp cực kỳ là xịn sò cho quý vị nhá. Rồi em ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 85.000, 85.000 nhá. Và bây giờ em sẽ test luôn cái da của nó xịn sò đến mức độ nào quý vị nhá. Rồi em sẽ đốt lửa thử nhá, đây đốt lửa này, đốt lửa không cháy luôn quý vị nhé, đốt lửa không cháy cho quý vị này, nhìn thấy chưa? Đây, da bò thực sự luôn quý vị nhé, cực kỳ là cao cấp và xịn sò như này. Đây quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đạo luôn. Đấy, đốt rất kỳ là lâu. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Không hề không bị quẹo, không bị gì hết luôn quý vị nhé. Đấy, nó càng bóng da thêm thì có. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Rồi, với giá chỉ có 85.000 nhé, 85.000. Đấy, rất kỳ là xịn sò như này. Quý anh chị em bà các bác mình có nhu cầu thì alo vào số hotline trên màn hình nhá. À, tiếp đến là cái sản phẩm nữa là một cái sản phẩm đuôi đèn nhá, đuôi đèn và còn kèm dây
Dây thì 5,5 m cho em này, dây này là 5,5 m. Đuôi đèn có công tắc quý vị nhé, đuôi đèn có công tắc này. Đấy, đuôi đèn có công tắc nhá, bóng 20W cho em, bóng 12W cho em nhá. Sale cho mình với giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 một bộ như này. Đấy, ok chưa? Về chỉ có dăng đi là găm là đỏ thôi quý vị nhá. Có công tắc luôn, cực kỳ ok. Rồi với giá chỉ có 60.000 nhá, 60.000 thôi. Em sẽ tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình là một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu máy cưa lòng này. Đấy, mẫu cưa lòng hàng mắc tân quý vị nhé. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật cho em. Đấy, hàng này là bao chất lượng, bao xịn sò quý vị nhé. Rồi cái con này thì công suất của nó là 550W này. Nè, cưa lòng mà cưa xích cưa lòng mà 550W là khỏe rồi quý vị nhé. Cực kỳ là ok. Thì máy theo kèm của nó là một cặp chổi thang này và một cái lưỡi tặng kèm theo máy nhá. Ngày hôm nay em sẽ sale xả cái lô hàng này với giá chỉ có 280.000 thôi. 280.000 quý vị nhé, giá là quá yêu thương. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái siêu phẩm quý vị nhé. Đây là một cái sản phẩm máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhé. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cho em nhé, nên nhớ hàng liên doanh Việt Nhật, xài điện 220. Máy cầm rất chi là đầm tay luôn quý vị ơi, máy tay cực kỳ đầm tay luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Thang ngoài này dễ thay thế cho em nhé, thang ngoài dễ thay thế, dễ kiểm tra cho em này, và có lọc bụi này. Đấy, có lọc bụi khi mình làm ấy, mình rút cái này ra để mình lọc bụi thôi này. Công tắc đuôi chuột quý vị nhé, công tắc đuôi chuột cho em này, hàng cực kỳ là ok. Đấy, quý vị nhé, bây giờ em sẽ khởi động lên cho quý vị cùng nghe nhé. Êm đầm, êm nhé, đầm tay cực kỳ là sướng luôn quý vị nhé. Công trình gia đình chị em bao tức cho quý anh chị em bà con hoặc mình, và em đã mở ra cho quý vị bà con hoặc mình cùng xem này. Đấy, cái sản phẩm, cái rô của nó nhé, rô của nó chưa nhá. Dây đồng là 100% rồi. Cái cổ góp rất chi là dày quý vị nhé. Cái cổ góp này rất chi là dày này. Và đan dây rất chi là đan dây này. Độ keo rất chi là kỳ càng nhé. Rồi hàng này thì em bao cho tất cả các anh em bà con hoặc mình ấy, trên chuyển công trình thoải mái cho em nhé. Rồi đầu của nó là nhôm đúc này. Tuyệt vời chưa. Cực kỳ là xịn sò nhé. Rồi bảo vệ bụi này. Bảo vệ bọc bụi, bảo vệ bụi cực kỳ ok. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình, với giá chỉ có 235.000. Cái giá này là hết cốt rồi quý vị nhé, cực kỳ ok rồi, cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi quý anh chị em bà con mình quan tâm thì ở em nhé. Bao như này được, đầu mềm quý vị nhé, không phải cần đầu cứng đơ đâu. Đấy, đầu mềm cho em này. Đấy, chiếc chặt vào kỳ nhé, là mình có thể bóp là con veo là mình cũng bóp được đấy nhé. Đấy quý vị nhìn nhé, đây là bóp là nó ra thôi. Rồi sale cho mình với giá chỉ có 40.000 nhé, 40.000 một cái như này. Đấy, đầu bơm nhật nhé, bơm nhật, bình bơm nhật cho em, bình là bình bằng kim loại này, mình không phải bằng nhựa đâu quý vị nhé. Rồi 40.000 một bình cho em, hàng về nhiều, số lượng cực kỳ nhiều quý vị ơi. Rồi tiếp đến cho mình nữa là một cái sản phẩm mà cái vị đánh rỉ quý vị nhé, vị đánh rỉ nó thì gồm có 5 cái nhé, 5 cái chổi đánh rỉ cho em, một cái chổi nhọn này, cái này mình có thể kẹp vào máy khoan quý vị nhé, kẹp vào máy khoan mình đánh tùy tất cả các loại, ấy to có, nhỏ có này, đầu chụp có này, dáng có này, và chổi có này quý vị nhé, cực kỳ là khỏe luôn. Rồi sale cho mình với giá chỉ còn 55.000 một cái nhé, 55.000 một vị như này, 55.000 một vị thôi, giá mà là siêu rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi và đặc biệt ngày hôm nay hãy về cho mình một cái lô máy mài, cái vị này là vị đánh rỉ, đánh lắp vào máy mài khuôn quý vị nhé. Những cái thiết bị này quý vị hỏi rất nhiều, bây giờ ngày hôm nay em mới kiếm ra được hàng ấy quý vị nhé. Rồi gồm có 105 chi tiết cho quý vị bà con hoặc mình nhé, 105 chi tiết cho nó nằm trong một cái vị như này để lắp vào máy khoan, nói chung là máy khoan, máy mài, nói chung tất cả các cái loại, có thể mình mài này, mình đánh bóng này, rồi mình cắt này, những cái vị đá cắt nó nằm trong này quý vị nhé, rất nhiều như này. Sale cho mình giá chỉ có 65 thôi, 65.000 một vị nhé, 65.000 một vị này, rất chi là rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi tiếp đến cho mình nữa là cái ke hàng nhé, ke hàng. Cái hàng thì cái hàng này là cái hàng dàn lớn quý vị nhé, cái hàng dàn lớn nha em này. Cái hàng này mình có thể 22 kg quý vị nhé. Đây, nó hít cái 500 á là 22 kg, trọng lượng nó hít được 22 kg cho quý vị. Nó cái ke góc dàn lớn quý vị nhé. Đây là lớn bự cho em này. 65.000 một cái nhá. Với xe xăng thì 65.000 thôi. 22 kg này. Đấy, 65.000 nhá. Rất chi là rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Tiếp đến là cái mẫu kim hàng. Đấy, kim hàng thì kim hàng nó là kim hàng cán gỗ quý vị nhé, kim hàng cán gỗ chống nóng này, chống nóng này, cực kỳ là ngon luôn, không bị quẹo, không bị nóng luôn quý vị nhé, cực kỳ là đạt luôn. Kim hàng 600A cho em nhé, kim hàng 600A này, thanh lý với giá chỉ có 75.000 thôi,
75.000 một sản phẩm như này nhé, hàng cực kỳ là chất luôn. Đây, hai cục đồng này to cho bà luôn quý vị nhé, kẹp cực kỳ là chắc chắn luôn, ăn ảnh luôn quý vị nhé. Rồi bao xịn sò như này 75.000 một cái nhé, 75.000 một cái thôi, rất là rẻ cho quý vị và con bạc mình. Tiếp đến nữa là cái màu thước cân bằng nhé, thước cân bằng à, rồi nó gọi là thước Vigo ấy. Cái này nó có 500 quý vị nhé, có 500 mình có thể để vào sắc là nó sẽ hít được cho quý bà con hoặc mình này. Thước Vigo của em có gồm có hai loại nhé, một loại là 40 cm này, 40 nhé, 40, và một loại 60 cho em. 40 thì nó là 70.000 nhé, 40 là 70.000 cho em này, còn 60 là 85.000 cho em nhé, 60 là 80.000 cho em nhé. Đấy, 80 này. Đấy, thước dài 60 là 80.000 cho em nhé, còn 40 là 60.000 cho em. Đấy, rất là rẻ cho quý vị bà con mặc mình. Rồi, tiếp đến là cái màu T. T là T 3 đầu cho em nhé. T 3 đầu gồm có 8, 10, 12 nhé, 8, 10, 12, 30.000 một cái thôi. Với giá chỉ có 30.000 một cái nhé quý vị nhé. Rồi, búa cao su, và đây là màu búa cao su. Búa cao su thì em đủ size quý vị nhé, búa cao su thì em đủ size. Size nhỏ, size lớn, size bé, size vừa. Đấy, size nhỏ thì 25.000 nhé. Đấy, phi 25. Phi 25 là 25.000, còn phi 30 là 30.000 cho em. Phi 35 là 35.000, còn có một phi đờ lớn là 35. 35 thì nó là 45.000 nhé. Đấy, là size lớn nha em này. Nó rất nhiều size. Đấy, rất cho quý vị bà con hoặc mình. Đấy, để em mở cái size bự cho quý vị cùng xem luôn nha. Size bự đây. Đấy, size bự đây rồi nha. Rồi, một cái búa bự. Đấy, hai đầu quý vị nha. Búa gọi là búa cao su. Êm, đóng các cái vật liệu không bị mọp mẹo, không bị biến dạng nha quý vị nha. Rồi, cực kỳ là ok. Quý vị bà con bạc mình quan tâm đến màu nào thì ở em này. Đây, tiếp đến là lên sale cho mình cái giá cái màu sản phẩm này là dao nhé, dao thái cây, dao thái này, dao thái 35.000 một cây thôi. Hàng cực kỳ chất kỳ, quý vị nhìn thấy nhá, cực siêu đẹp luôn nhé, 35.000 nhé, với giá chỉ có 35.000 thôi. Rồi, tiếp đến là cái ổ khóa cho mình nhé, ổ khóa đầu rồng nhé. Ổ khóa này thì nó là 50 nhé, ổ khóa 50, cái đường kính của nó là 50 mm cho em nhé, 50 mm. Đầu khóa, ổ khóa đầu hộ cho em nhé, một thanh thì với giá 101 thôi, giá 101 quý vị nhé, giá 101 rất là rẻ cho quý vị bà con mặc mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái sản phẩm mà kéo các cành trên cao nhé, kéo các cành trên cao này, cái màu kéo các cành trên cao này thì 150.000 nhé. Anh nào hai chế độ quý vị nhé, vừa cắt vừa cưa luôn, có lưỡi cưa mình lắp vào nhé, mình vừa cắt vừa cưa vì cho vào cản vào là mình giật thôi, rất là ok, 150.000 cho em nhé. Rồi, tiếp đến là keo vá tường này, keo vá tường này thì bạc nhào nhà nào mà sơn mà bị bong ấy thì trích cái này vào, đấy, cực kỳ là chắc chắn luôn quý vị nhá, 25.000 một lò. Còn thông cống này, đấy, lò thông cống, thông bồn cầu thông cống nhá, hay tắc nhạc thì đổ cái này vào cho nó sùi bọt, nó phân hủy quý vị nhá, vậy chỉ có 20.000 một củ nhá, 20.000 một củ thôi. Đèn giọt lề này, đèn hai màu nhá, màu vàng màu xanh, màu vàng và bảy màu cho em với giá chỉ có 75.000 thôi, 75.000 một sản phẩm nhá. Rồi, tiếp bên là bếp phòng ngoài cho em nhé. Bếp phòng ngoài thì nó không kén nồi đâu, bếp phòng ngoài không kén nồi đâu quý vị nhé, hàng cực kỳ là chất luôn. Thanh lý cho mình với giá chỉ có 450 thôi, với giá 450 thôi nhé, cực giá siêu rẻ. Rồi, tiếp đến cho mình là cái sản phẩm mà vòi xịt nhé, vòi xịt ngay để lắp vào cái ống nước ấy, lắp vào ống nước nhà mình ấy. Rồi, vòi xịt 100.000 nhé, để tăng áp cái lượng nước của mình lên. Đấy, với giá chỉ có 100.000 một vị nhá. Rồi, sống xịt, sống xịt này thì của máy rửa xe nhá, và sống xịt của máy rửa xe xài điện là cái này bên em, cái này thanh lý với giá chỉ có 95 thôi, với giá 95 cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Rồi, ok nhá, em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một kéo cắt, cái mẫu kéo cắt cành hàng cao cấp cho quý vị bà con hoặc mình. Đấy, thép là cái màu này thì thép CRV siêu cứng nhá, và SK5 này, cái màu thép SK5 quý vị nhá, dàn Japan này, cực kỳ là ngon luôn. Hàng này là không bị gì rét luôn quý vị nhá. Và đặc biệt cái màu này nó thiết kế cái tay cầm ấy là nó xéo xéo, nó vừa khít với cái tay mình cầm nhá. Đấy, vừa thì cái tay cầm mình cầm là nó làm rất là êm tay, không làm mình đau tay quý vị nhá. Đấy, nó cầm như lâu, làm lâu không bị trầy tay, trước tay nhá. Đấy, là cực kỳ là êm tay như này, có khuy gài đầy đủ cho quý vị bà con ạ mình nhá. Tặng kèm theo một lò xo, tặng kèm theo một lò xo để khi mình thay thế quý vị nhé. Thì một cái mẫu hàng cao cấp như này hiện tại bên em đang thanh lý với giá chỉ có 50.000 nhé, 50.000 một cái thôi. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Cực kỳ là ok luôn, một vị đây, hàng được đóng bọc đỏ luôn quý vị nhé, cực kỳ là chất lượng. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sale cho mình với giá chỉ có
35.000 nhé, 35.000 một lượt thôi. À, 35.000 một vị quý vị nhé, 35.000 một vị thôi, rất là rẻ. Còn bác nào muốn mua có nhiều số lượng nhiều hơn thì nó nằm trong cái hộp như này nhá. Nằm trong hộp như này nó cùng có nhiều lượt hơn cho quý vị bà con bạc mình. Thì một hộp như này là 70.000 cho em này. Một hộp như vậy là 70.000 cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái bộ thước dây nhé, thước dây. À, thước dây để kéo á, thước kéo dây cho em mình này. À, mình có thể xoay luôn. Cực kỳ ok nhá. Đây. À, cái màu thước dây này thì em có hai loại quý vị nhá, hai loại. Đặc biệt là máy anh mà chuyên đi làm đất cái hoặc là nhà thầu ấy để đi đo đất để trước khi mà khởi công xây dựng công trình ấy thì bên em có loại là 30 mét nhá, 30 mét cho em. Đấy, 30 mét thì em sẽ thanh lý cho mình giá 70.000 thôi. 70.000 một cuộn. Đấy, dây này là dây mềm quý vị nhá, dây mềm. Đấy, dây mềm cho em, không phải là dây kim loại nó bị rỉ rét đâu. Đấy, dây mềm. Còn bác nào mà muốn dài hơn nữa là 50 mét cho em nhá. À, dài hơn là một cái cuồng 50 mét. Đấy, to cho bà luôn. Dài, siêu dài luôn. 50 mét nhá. Rồi, một lô đất thì nó cũng rơi vào tầm... ai cũng dài lắm thì nó giỏi lắm thì cũng tầm 40-45 mét. Những người thường này 5 mét thì mình đo thoải mái nhá. Ngang dọc thoải mái, đo đất thoải mái cho em nhá. Rồi, thanh lý cho một cái sản phẩm như này. Đấy, chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 với một cái thước mét là một cái thước dây cuồng như này. Giá chỉ có 100.000 thôi, giá và nói là siêu rẻ cho quý bà con hoặc mình. Siêu rẻ luôn quý vị ơi, hàng cực kỳ là ngon nhá. Rồi, đến cho mình nữa là một cái bộ vùi vị cưa lòng nhá, một cái vị cưa lòng mini. Đấy, được một cái vị để lắp vào máy mini, nói chung là máy mà máy khoang mình cũng xài được quý vị nhá, máy khoang mình cũng xài được. Mình kẹp vào đây này, rồi mình kẹp vào máy khoang, mình cắt này, hoặc là dùng qua máy khoang mini, máy mài lụa mini ấy thì mình cắt thì trong này nó có gồm có nhiều kích thước. Ai lưỡi thì nó đây nhá. 22mm, 25-32 này, 35 và 40 nhá. Rồi, như này, đấy, gồm có 5 lưỡi quý vị nhá, và một cái đầu chuyện như này để mình kẹp. Thì em sẽ sell cho mình giá 60.000 nhá, 60.000 thôi. Giá siêu rẻ cho quý bà con bạc mình. Rồi, đặc biệt là thanh lý một cái lô cưa lắt. Đấy, lô cưa lắt, cưa cành này, cưa cành nhỏ này, cưa lắt ấy. Cưa thật cao này. À, bác nào hay đi làm thật cao để khoét ổ điền này hay là cưa những cái vòng đường cong ấy thì mình sử dụng qua cái mẫu cưa lắt này cực kỳ là đã luôn quý vị nhá. Đây là mẫu hàng này, hàng VIP, hàng Nhật cho em nhá. Hàng cực kỳ ok luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có một cây. Bác nào lấy một cây là 20.000 nhá. Còn anh nào mà lấy được 3 cây thì 50.000. 3 cây 50.000, còn một cây là 20.000 cho em nhá. Hay một cây 20.000, 3 cây 50.000 cho em này. Đấy, hàng cực chất cho quý bà con bạc mình. Tiếp đến cho mình nữa, đây là cái bộ thanh lý cho mình cái bộ bộ một vị gồm có 10 đầu nhé, 10 đầu bằng vít cho em, 10 đầu bằng vít dù cho em nhé. Hàng cực kỳ chất, cái được nằm trong hộp như này là quý vị biết là hàng này là chất lượng như thế nào rồi nhá. 500 hút khí cực kỳ là sướng luôn nhá, bao cứng luôn, cái đầu này bao chất cho quý vị mình. 25.000 một vị quý vị ơi. 25.000. còn ổ khóa này, ổ khóa này thì ổ khóa này là đường kính 50 nhá, đường kính 50mm này. Đấy, ổ khóa 50, đường kính 50mm, ổ khóa Hàn Quốc quý vị nhá. Sale với giá chỉ có 20.000 một ổ thôi, 20.000 một ổ thôi nhá. Rất rẻ cho quý vị anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, tiếp đến nữa là cái đầu chuyền. Đấy, đầu chuyền quý vị nhá, một cái đầu chuyền này. Đấy, đầu chuyền này là gọi là đầu chuyền từ máy khoang qua bu lông, hay là muốn dài bu lông ra, dài thì đây là mình dắt trực tiếp vào bu lông rồi. Còn đây là đầu chuyền 3 loại nhá, 1/4, 3/8 và 1/2. Ba cái đầu chuyền hàng Kentop này. Hàng Kentop này là hàng thương hiệu cao cấp quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là xịn luôn ấy. Rồi, em sẽ sanh lý cho mình giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000, ba cái nha, 50.000 một vị ra cái này. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm búa cao su nhá, búa cao su hai đầu cho em. Đấy, búa cao su hai đầu thì bên em có ba loại quý vị nhá. Bên em có ba loại. Loại có loại 35 in này, phi 35 này. Có ghi rõ ràng quý vị nhá, phi 35. Phi 35 là 35.000. Đấy, phi 35.000. Đấy, em bán theo tiền theo số luôn nhá. Phi 35 35.000 và phi 30 30.000, phi 25 mà 25.000 nhá. Đấy, có đầy đủ như này. Ba size cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, ba size cho quý vị bà con bạc mình. Anh nào nhất được nhu cầu sử dụng đến cái búa cỡ nào thì alo cho em nhá. Rồi, ba size 35, 30 và 25 cho quý vị bà con bạc mình nhá. Tiếp đến là cái bộ vị cưa lòng nhá, bộ vị cưa lòng này. Bộ vị cưa lòng này thì đây, cái bộ vị cưa lòng nó gồm bao gồm cầm tay dành cho bác nào hay vọc vèo đồ gỗ ấy chơi ấy thì đây, cưa sắt cũng có và cưa gỗ cũng có nhá. Còn cái lưỡi này là mình kẹp riêng cái cán này mình cưa cây
Cái cưa này cực kỳ là bén quý vị nhé, cực kỳ là ngon đấy. Đấy, có cái khung theo kèm như này, mình cưa là gọi là lưỡi cưa lòng quý vị nhé. 100.000 một vị cho em nhé, với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 một vị cho em này. Đấy, anh nào nhất được thì ơi em này. Còn đây là cái bộ Tororen nhé, bộ Tororen. Đấy, hàng gồm có 7 cây nhé, 7 cây hàng cực kỳ chất luôn. Đấy, bác nào bị đặc biệt các bác thường xuyên sửa xe máy ấy, hoặc là sửa xe máy cày đấy mà ốc bị gãy ấy, thì mình đưa mày vào mình giao lại mình vặn ốc nhá, cực kỳ ok. Rồi, thanh lý cho mình giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 quý vị nhá, hàng cực kỳ là rẻ. Rồi, tiếp đến cho mình là những cái đồ công cụ gia dụng cực kỳ là bổ ích trong nhà công việc. Đánh rong, đánh riêu này, đánh rỉ rét này, cực kỳ là hay này nhá. Rồi, đánh bụi bần này, bám cứng này thì mình chơi một cái như này, về cầm tay cũng đánh thôi. Cái này thì sử dụng bằng tay quý vị nhá. Rồi, một cái 10.000 cho em này, một cái 10.000 cho em nhá, rất là rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Tiếp đến là cái lưỡi trà xếp nhá. Lưỡi trà xếp, đấy, lưỡi trà xếp đưa vào máy mài để mình đánh. Mình đánh nhá. Những cái đánh rì rác nhá, nói chung là đánh cái gì tùy ý cho mình. Đấy. Đưa vào máy mài xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Rồi, một cặp như này em sẽ sell cho mình giá 15.000. Một cặp 15.000 quý vị nhá. Tiếp đến là lưỡi đá cho em này. Đấy, lưỡi đá cho em nhá. Lưỡi đá cho quý vị bà con bạc mình nhá. Lưỡi đá cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, lưỡi đá này. Lưỡi đá này là đá để đánh bavia, đánh những cái mối hàng bị bavia chẳng hạn, là mình đưa cái này vào mình đánh nhá. Đây là lưỡi đá mài cho em này. Thanh lý giá chỉ có 10.000 một viên nhá, 10.000 một viên thôi. 10.000 một viên nhá. Còn bác nào mua lưỡi cắt sắt thì đây, em có lưỡi cắt sắt. Lưỡi cắt sắt là dành cho máy mài, một lưỡi một tấc một thì đây. 3.000 một lưỡi quý vị nhá. 3.000 chỉ có một lưỡi thôi. 3.000, thị trường ngoài cửa hàng thì không có giá này đâu. 3.000 một lưỡi cho quý vị bà con bạc mình nhá. Bao xài luôn cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái kẹp, cái màu kẹp nhá. Màu kẹp, kẹp C, kẹp chữ C quý vị nhá. Hàng này là hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho quý vị. Đấy, ép thoải mái cho em nhá, siết ép thoải mái cho em. Hàng cực kỳ chất, quý vị nhìn thấy chưa? Hàng cực kỳ là phê luôn ấy. Đấy, nhìn nước sơn không là bóng lùng lùng luôn quý vị nhá. Đấy, nhìn nước sơn là bóng này. Sơn là nói chung là hàng ngon thì sơn bóng đẹp quý vị nhá. Hàng luôn khuôn đốc xịn sò. Đấy, cạo này là cạo 3 in cho em nhé, cạo 3 in. Em sell với giá chỉ có 40.000. Đấy, 40.000 một cái nhá. Giá 40.000, hàng chất lượng cho quý vị bà con bạc mình. Tiếp đến là cái sản phẩm đấy, bản mỡ bò quý vị nhá. Mỡ bò chịu nhiệt cao cấp đấy, dành cho những bác nào thường xuyên mở sửa chữa máy móc mà cần đến nhu cầu đến cái dòng mỡ mà nó chịu nhiệt cao ấy. Đấy, chịu nhiệt cao á. Cái mỡ này nó chịu nhiệt lên đến 200 độ là trên được quý vị nhá. Đấy, em nhớ không nhầm là lên đến 200 độ là em nói dứt được ok nhá. Đấy, nhiệt độ mình cứ xài thoải mái. Đấy, cực kỳ là ngon. Đấy, không bị cháy, không bị ra nước quý vị nhá. Cực kỳ là xịn. Mỡ bò cao cấp. Đấy, một hộp như này, đóng hộp như này là quý vị biết hàng cao cấp. Đấy, mỡ mà nó bây giờ quý vị đấy, quý vị nhìn thấy nhá. Em bấm xuống như này mà em lắc này, cái kia nó không hề chạy luôn. Là biết cái đồ dẻo, đồ xịn sò của nó như nào. Đấy, để nằm như này luôn. Đấy, cái đồ ngoắc có cái kim núm này mà nó cũng không gì hết. Quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là VIP luôn. Đấy, cho nên 50.000 một vụ một hũ nhá. 50.000 một hộp cho em. Đấy, giá mà nói là siêu rẻ, siêu yêu thương cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì ở em nhá. Rồi, tiếp đến nữa là cái sản phẩm này cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, đây là cái bộ lưỡi riều nhá, cái lưỡi riều. Đấy, lưỡi riều cho em. Đấy, mẫu lưỡi riều nhá. Lưỡi riều để mình về mình lưỡi riều này là lưỡi hàng bài quý vị nhá, lưỡi hàng bài cho em. Đấy, lưỡi hàng bài cho em. Mình về mình tra cảng vào nhá, mình tra cảng vào mình sử dụng cho em. Rồi, em sẽ sell cho mình cái lưỡi này là 45.000 thôi. Lưỡi hàng bài nhá, lưỡi riều về bộ cùi này, chặt xương này, cực kỳ là ngon, cực kỳ là VIP luôn quý vị nhá. Rồi, 45.000 một cái này. Còn xích xe máy này, xích xe máy quý vị nhá. Xích xe máy thì em có cái màu màu xích này mình về có thể sử dụng ấy vào thay sửa chữa xe máy làm xích đu này, các kiểu. Hàng này là hàng mới 100% quý vị nhá, chưa qua. Đấy, hàng này là hàng bị rớt kho, hàng xuất mà đi mà còn rớt kho, cho nên em ôm được em về thanh lý cho quý vị bà con bạc mình. Một sợi chỉ có 25.000 nhá, 25.000 một sợi thôi. Giá em phải nói là siêu rẻ, siêu xịn sò cho quý vị bà con bạc mình nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá, vào số hotline em ghi lên màn hình. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên các màu sản phẩm tiếp theo cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình. Em lên cho toàn thể quý bà con bạc mình á, một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm tiết kiệm, làm tiết kiệm
điện cho ngôi nhà của mình, giảm được chi phí dòng rò này, dòng tổn hao của dây này, cực kỳ hay nhé. Đây là một thiết bị thông minh, ghim vào cái ổ điện của ngôi nhà mình thôi là nó sẽ tự hoạt động cho mình. Thì ngày hôm nay được về được cái số lượng cực kỳ là nhiều, cho nên em sẽ thanh lý giá cực kỳ hấp dẫn cho quý vị bà con bác mình mua về sử dụng nhé, với giá chỉ có 60.000 một cái thôi. 60.000 một sản phẩm như này em mua về để giảm được nguồn chi tiêu tiền điện hàng tháng cho ngôi nhà của mình quý vị nhé. Rồi quý vị quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhé. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em bà con bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay lại lên cho quý anh chị em bà con bác mình nhé. Rồi một cái mẫu đồ chơi cực kỳ là chất lượng và đẹp luôn quý vị nhé. Rồi nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây là một cái mẫu sản phẩm bóng đèn xoay, bóng đèn xoay quý vị nhé, xoay hai bên luôn, nó xoay màu quý vị nhé, xoay bảy màu cực kỳ là đẹp luôn. Một cái đuôi nó nằm hai bên như này. Rồi bây giờ em sẽ thử bật điện cho quý vị cùng xem luôn nhá, nó đẹp đến mức độ nào nhá. Rồi đấy, nó xoay như này, bảy màu siêu đẹp luôn quý vị nhá. Rồi mình chỉ cần mua một cái đuôi đèn thôi là mình găm vào là ok. Thì một sản phẩm như này hiện tại bên em sẽ sale cho quý vị bà con hoặc bạn về chơi nhá. Đấy, cái sản phẩm là nó như này đây quý vị nhá. Rồi 60.000 thôi, chỉ có 60.000 một cái như này, giá quá rẻ, quá yêu thương cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình nhá. Còn cái nào muốn mua thêm một cái đuôi, đuôi thì có công tắc luôn nhá, một cái đuôi đèn này, mình về mình lắp vào thôi, mình lắp vào và mình găm vào ổ điện là mình xoay luôn, thì nó là 20.000 một cái nhá, 20.000 một cái đuôi như này, rất chi là rẻ cho quý anh chị em bà con mua về để dùng nhá. Rồi hát hò karaoke thì quá tuyệt vời luôn quý vị nhá. Rồi đến ra một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ một cái mẫu đè vít gập quý nhá, mẫu vít gập cái hàng bao ok cho những cái anh chuyên mở những cái con vít này, như điện tử này, rồi điện tử nhá, đặc biệt là mấy anh hay thường xuyên mà sửa xe mà tháo các cái yếm áo đồ các kiểu ấy, thì những cái con vít ấy thì mình mua con này về xài cực kỳ là nhẹ và gọn quý nhá. Rồi có mình có thể xoay được, gập được nhá, xoay được, mình gập cong như này này, mình có thể xoay thẳng nó ra nhá, bấm vào đây này xoay thẳng ra này cho em này nhá, bấm vào đây này, bấm vào đây là mình xoay cái này nó thẳng ra là mình cầm mình mở được mọi ngóc ngách nhá. Rồi hiện tại bên em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm có đầy đủ phụ kiện nhá, đầy đủ phụ kiện này quý vị nhìn thấy nhá, ốc vít đầy đủ như này, đẹp chưa này quý vị nhìn thấy đây, những cái con ốc vít như này, có dây sạc theo kèm quý vị nhá, ba vị vít như này, rất chi là ok. Em sẽ giao cho mình với giá chỉ có 140.000 nhé, 140.000 một bộ, một cái bộ như này 140.000 quý vị nhé. Đây 140.000, quá rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Rồi tiếp đến nữa là cái sản phẩm mà một cái sản phẩm nữa cho quý anh chị em bà con bạc mình nữa, đây là cái sản phẩm ca lọc dầu quý vị nhé. Đây là màu ca lọc dầu cho những chị em anh em làm nội trợ nhá. Lọc dầu thì mình chiên mình rán ấy, đặc biệt là rán những cái dầu cả viên chiên á cho trẻ con cực kỳ hay luôn nha. Mình đổ dầu vào đây xong mình đưa vào mình rán, xong mình cầm vớt lên cực kỳ là khô luôn nha. Đấy, bao ok luôn cho quý vị bà con bạc mình, inox nhá, cực kỳ là đẹp luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình. Thì cái này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 90.000 thôi, 90.000 một cái như này, quá rẻ nhá. Rồi hai cái 90.000 cho vào đây nhá, đổ dầu vào chiên thì cực kỳ ok luôn, 90.000 thôi, quá rẻ. Rồi tiếp đến cho mình nữa là cái sản phẩm mà bóp cơ tay nhá, cái mẫu bóp cơ tay, bóp cơ tay thì lại tiếp tục về hàng để phục vụ cho quý vị bà con bạc mình. Cái mẫu bóp cơ tay này thì đây màu nhá, màu rất chi là đẹp, một màu luôn đấy quý vị nhìn nhá, rất chi là dễ thương nhá. Rồi mình bấm vào là có số quý vị nhá, có số hiển thị số lần giống như một cả ngày đấy, mình bấm vào cho chạm cái đục này nó nhảy số lên quý vị nhìn thấy chưa. Đấy là một ngày như vậy, mình bấm giống như ngày hôm nay 50, ngày mai mình tăng lên 55 thì nó sẽ mình sẽ hiển thị được cái số lần mình bóp ấy, cho mình tập càng ngày càng lên cơ nhá. Và mình muốn tăng lên cái này nó mình tăng lên nhá, từ cái cơ màu này này mình tăng lên này, từ 10 kg cho 5 kg cho đến 60 kg nhá. Đây 10 kg đến 60 kg cực kỳ là ok cho quý vị bà con bạc mình nhá. Đây 5 kg đến 60 kg nó nằm ở đây nhá, mình bóp như này càng ngày càng nó càng chặt, như là càng cứng thêm thì mình độ khỏe của tay mình nó tăng lên quý vị nhá. Rồi với giá chỉ có 35.000 một cái nhá, 35.000 một sản phẩm, một cặp 70.000. đây anh nào nhất thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nha. Và bây giờ em sẽ tiếp tục cho toàn thể quý vị những sản phẩm tiếp theo. Em lên cho toàn thể quý bà con cô bạc mình này, một cái mẫu sản phẩm vì nói chung là thanh lý giá cực kỳ rẻ quý vị nhá,
thanh lý giá siêu rẻ, siêu mà máy thì siêu chất lượng luôn. Đây là một cái mẫu thân bu lông, xài chân pin phổ thông quý vị nhé, xài chân pin phổ thông, dòng motor bootleg không chuột thang, đầu của nó là đầu rộng, đầu 2-trong-1 cho quý vị mình nhá. Về để băng tôn và băng vít, mở bu lông, xịt bu lông cho em, hàng cực kỳ cao cấp luôn, đấy, hàng là hàng nhập quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình với một cái mẫu thân bu lông này, thân bu lông nhá, thanh lý một cái giá và nói chung hết sức tuyệt đẹp cho quý vị bà con bạc mình, 240.000 nhá, 240.000 một thân thôi. Quý anh chị em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nha. Lên tiếp cho toàn thể quý bà con quạt mình á, một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái bộ cà lê. Đấy, bộ cà lê quý vị nhá. Gồm có 2 này, 4 này, 6 7 cây nhá. 6 7 cây, 7 cây cà lê như này. Đây là mẫu cà lê tự động quý vị nhá. Đây là cái vòng này là vòng tự động hai đầu, một cầu cần xe và một vòng lục giác nhá. Đây là cái này có thể đảo chiều. Đấy, mình có lật qua lật lại, mình có đảo chiều, mở xuôi mở ngược gì cũng được quý vị nhá. Rồi có từng rắc lê hàng răng ấy, cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng bao chất lượng này, được nói chung là cái này hàng siêu bóng mượt luôn, siêu đẹp như này. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình với một cái bộ sản phẩm hàng cao cấp như này. Đấy, thẹp CRV siêu cứng quý vị nhá. Cực kỳ gồm có 7 sản phẩm ở trong ấy. 235.000 nhá, 235.000. Đấy, một cái bộ sản phẩm như này. Đấy, quý vị không thể nào nghĩ ra được một cái bộ cà lê này, quý vị ra mua lại nhiều lúc là đến một cây là hơn gần 200.000 rồi, nhưng nguyên một bộ này em chỉ thanh lý với giá chỉ có 235.000 nhá, 235.000. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình nhá. Rồi, tiếp đến ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con của bạc mình một cái màu ấy, mỏ led cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Rồi, đây quý vị nhìn thấy chưa, có tay bọc cầm đầy đủ luôn, hay có bọc chống gọi là chống trơn trượt và chống chai tay đau tay quý vị nhá. Rồi, bao tay bọc cao su. Rồi thì em có hai loại quý vị nhá, về hai cái màu kìm bấm này, kìm mỏ led 8 in và 10 in quý vị nhá. Đấy, 8 in và 10 in cho em này, để em bóc ra cho quý vị cùng xem luôn. Đây, 8 in, một cái màu 8 in quý vị nhá, 8 in. Đấy, 8 in này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 40.000 nhá, với giá chỉ có 40.000 một cái thôi. Đấy, là 8 in. Còn 10 in thì lớn hơn quý vị nhá, 10 in, màu 10 in, 10 in là 55.000 cho em này, 10 in là 55.000. đấy, cho quý vị bà con hoặc mình, hàng bao chất lượng luôn, hay hàng ngon đẹp tuyệt vời quý vị nhá. Về cái lô này nói chung là không có được bao nhiêu đâu, đấy thì bấy nhiêu quý vị nhanh tay nhanh chân quý vị nhá, hàng cực kỳ ngon luôn ấy, giá trị sản phẩm chất lượng cao cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì gọi điện vào số hotline em im lên màn hình nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái sản phẩm, đây là hàng dây điện quý vị nhá. Đây là cái mẫu dây điện cực kỳ là xịn sò luôn cho quý anh chị em bà con bạc mình này. Đây, cái mẫu dây điện này thì nó là xuất xứ của nó là hàng của Tachi quý vị nhé, hàng Tachi, hay hàng Tachi này, hàng của Made in Japan quý vị nhé, hàng cực kỳ ngon luôn ấy, cho quý vị bà con của bạc mình. Đấy, ok chưa? Và đặc biệt thì cái thông số nó có in trên này luôn nhé, nó in thông số trên này luôn này. Đấy, công suất của nó quý vị nhé, đây 10 đến 16A nhé, và 250V. Đấy, và mắc của nó là 5500W nhé. Cái dây này nó sẽ chịu tải cho mình được là 5500W quý vị nhé. Đấy là tối đa, và từ 10 đến 16 ampere là ok cho quý vị bà con của bạc mình về sử dụng nhá. Rồi, đặc biệt cái màu này là nó là ổ cắm đúc nhé, đúc luôn, đúc nguyên khối luôn quý vị nhá. Đây, và ổ cắm thì mình có thể tròn hay là dẹp gì mình cũng cắm được hết, gồm có 4 ổ cắm hay ổ cắm 3 cũng được luôn nhá. Rồi, gồm có cả ổ cắm này, cả dây điện này, cả phất cắm theo kèm. Thì một cuộn như này dài 30m em sẽ sell cho quý bà con của bạc mình về dùng với giá chỉ có 140.000 nhá. 140.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em. Đấy, về cực kỳ là nhiều luôn cho quý vị bà con của bạc mình. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình sản phẩm nhá. Đây là một cái sản phẩm mà cao cấp và xịn sò. Đây, hàng cực chất cho quý anh chị em bà con của bạc mình hay bị đau mỏi xương khớp này, bị phong thấp này, hay là bị phong mà hay ngứa, thì mình bầu các cái để cho các nó gom các cái máu đục nó tù lại ấy, để mình chích ra ấy, thì mình sử dụng ngay cái một cái bộ bầu này nhá. Đây là một cái bộ bầu gồm có 20 món chi tiết này, lớn bé đầy đủ nhá, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn quý vị ơi. Đây, nhìn thấy chưa? Rồi,
đầu bầu nha, 24 đầu bầu như này, có đầy đủ súng hít nha, súng hít cho em này, và tăng kèm này, dây dựng này, và nói chung là các cái đầu sơ cua theo kèm quý vị nhé, các đầu sơ cua theo kèm trong một cái túi như này. Rồi mình về sử dụng chỉ cần mình lắp vào, lắp vào như này thôi, mình về lắp vào như này là mình dùng cực kỳ là đơn giản quý vị nhé. Đây mình để như này là mình bơm nha, mình bơm mình nhấp hít là nó sẽ hít vào cho mình luôn, cực kỳ là ngon nhá, hàng này cực kỳ cao cấp. Ngày hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con và bạc mình đấy, một cái giá cực kỳ là rẻ luôn, 150.000 một bộ nhá, chỉ có 150.000 một bộ như này, gồm có 24 món chi tiết tặng, có kèm theo một súng này và phụ kiện theo kèm đầy đủ cho quý anh chị em bà con hoặc mình dùng nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái bộ sản phẩm thân bằng thân đèn quý vị nhé. Đây là cái mẫu thân đèn led này, xài bằng chân pin phổ thông nhá, pin của máy khoan pin đấy. Đây là cái mẫu thân đèn này, quý vị nhìn thấy chưa, bao nhiêu cái bóng đèn này, 8 này, 10, 16 cái nhé, 16 bóng đèn led siêu sáng như này. Thì cái mẫu này thì mình nhà mình ai anh em nào mình có pin rồi ấy, xài chân pin phổ thông nhá, thì mình mua về mình lắp đấy, cấp điện sử dụng rất là sướng luôn nhá, phải nói là siêu sáng luôn đấy, cực kỳ là đạo luôn cho quý vị bà con quạt mình. Mình về mình bóc lớp dầu bên ngoài ra là cực kỳ sáng luôn nhá. Rồi một thân này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 120.000 thôi, 120.000 quý vị nhá. Rồi bác nào còn có nhu cầu mà mua thêm pin thì đây có một pin 15 sao em còn xả nốt cho quý vị anh chị em bà con và mình dùng nhá. Rồi một 230.000 một quả pin 15 sao nhá, pin 15 sao có đèn báo pin luôn này, ngon không? Rồi hàng bao chất bao xịn sò cho quý anh chị em bà con hoặc mình, anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhé, về số lượng bao nhiêu, về số lượng cực là nhiều luôn, quý vị tha hồ thoải mái nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của mình cái sản phẩm cưa nhé, đây là một cái mẫu cưa sắt, cưa cầm tay, dài là 12 inch nhé, 12 inch là 30 cm quý vị nhé. Và cái mẫu này mình có thể tăng theo ngực này, đây có một ngực, đây thêm một ngực nữa nhé, mình có thể tăng giảm ra, nhiều những cái lưỡi này mình tùy cơ ứng biến quý vị nhá. Và mình có thể lắp lưỡi cưa sắt này, lưỡi cưa nếu anh nào chế mà cưa cầm tay ấy, thì mình mua lưỡi cưa gỗ cưa cây ấy, mình phải cắt mình đục hai lỗ xong mình ráp vào mình sử dụng được, ok nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này với một cái giá còn nó cực kỳ rẻ luôn, 30.000 một không nhá, 30.000 một không, có tặng kèm theo một cái lưỡi cắt sắt nhá, 30.000 quý vị nhá. Quý vị quan tâm thì alo cho em này. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình một mẫu sản phẩm nhá, một cái vòi nước Romania, hay hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái mẫu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhá, hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn là khắc in dấu chữ luôn nhá, cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhá, không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đây mình có thể muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhá, mình mở cái đầu nào ra, còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi, mình dắt vào giống như các cái súng rửa xe, mình dắt trực tiếp vào đây luôn nhá, mình sử dụng cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái, hàng bao xịn sò bao chất lượng như này. Tùng Phúc lên tiếp tục cho bà con của bác mình một cái mẫu đèn pin nhé. Đây là một cái mẫu đèn pin cao cấp, hàng mà nói là hàng xịn sò, siêu xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, mua một mà nhiều nó được nhiều chức năng. Con này thì nó đa chức năng quý vị nhé. Đấy, thì cái nhu cầu sử dụng của mình đây. Đây là cái rồi, đây là rồi ánh sáng rồng nhé, ánh sáng rồng. Còn anh nào muốn rồi xa thì có rồi xa nhé, có hai đầu luôn. Đấy, rồi xa này, ba đầu luôn quý vị nhé, cực kỳ là đẹp như này. Rồi đặc biệt là nó thêm một cái đèn bên hông nữa, này khi cấp điện nhá. Khi cấp điện thì mình ngồi trong liều hay trong nhà thì có cái đèn tỏa sáng như này. Đấy, nó ba chức năng như này quý vị nha, cực kỳ là sáng luôn, rất là đẹp. Và có đèn báo sự cố luôn quý vị nhá, khi mình nhấn nút cái nút điều khiển này này tùy theo mức thì có nút như này nhá, cực kỳ là đẹp như này. Rồi ngày hôm nay ấy, cái sản phẩm cao cấp như này em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình với giá 280.000 nhá, 280.000 một 230.000 thôi quý vị ơi, 230.000 một sản phẩm. Đấy, cực kỳ là ngon như này. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tùng Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Rồi quay trở lại với Tùng Phúc ngày hôm nay, Tùng Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm
nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm ron. Đây là cái ron này là ron chịu nhiệt quý vị nhé, ron chịu nhiệt đấy, và chịu áp lực cao cho em nhé. Này cực kỳ là ngon luôn, răng cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này, nói chung là các thiết bị mà lắp mà còn cái đầu bít để kín ấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy, thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này, và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu đây nhá, số lượng bao nhiêu như này. Rồi ngày hôm nay ấy, em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá, 80.000 đấy. Nó gồm có một hộp đấy, 400 đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết đấy. Quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhé. Đây là mẫu kéo cắt cành này, nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, cắn màu trắng, trắng đỏ cho em này. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000 đấy. Còn shop kho, máy thùng á, cho nên em thanh lý rồi, thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa quý vị, nhìn thấy chưa đấy, 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nhé. Tấn Phúc liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là một con máy chấn viền này, máy tông đơ chấn viền nhé, cào râu chấn viền, cắt tóc cực kỳ là ok luôn quý vị nhé. Cái màu pin này, màu máy này thì xài pin 18650 này, pin này là pin sạc cho em này, cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhé. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhá, công tắc sử dụng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, máy thì bao khỏe rồi, tắc nó nhưng mà cào râu, em cào râu thoải mái luôn nhá. Cho nên quý vị mình ấy, anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. Cào trọc chấn viền, cắt tóc cào râu đều ok nhá. Rồi hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá, 75.000 một cái thôi. Đây phụ kiện thì sell kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá, và có tặng kèm theo dây sạc này, và cự nhá, cự để mình cắt, hai cái cự để mình cắt tóc này, ok chưa. Rồi quý vị bà con các bạn mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Cho nên cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhé. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhé, pin tiểu hay pin R1 ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cặp pin nhé, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhé, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình ấy một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhé. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy cái màu sản phẩm bóng đèn led nhé. Đây là cái màu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhé. Rồi cái màu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhé, nó chỉ có 1W thôi, cực kỳ là ok. Cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi, cho nên hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá, 15.000 một cặp thôi. Đấy, với giá gọi là siêu rẻ luôn, 15.000 một cặp quý vị nhá. Tiếp là một cái sản phẩm là phích cắm nhá. Đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. Phích cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây, đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường. Đấy 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? Rồi, tiếp là một cái bộ CB. Đấy, một cái CB 30A nhé, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhé. CB chống quá tải cho em này, một cái CB 30A. Rồi, mua một cái CB, em tặng kèm theo một cái ốp. Một cái ốp luôn nhé, một ốp. Mua một được một cho em. Với giá chỉ có 25.000 một sản phẩm như này nhá.
25.000. Rồi đến là cái bộ chia, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá, và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nha, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này, gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000, quá rẻ, quá đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây, 6 ổ cắm cho em nhé, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhé. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em, đấy, với giá 95.000 nhé. Rồi, đến là một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. Đấy, bóng đèn 10W nhé, 10W thì bóng đèn LED 10W. Với giá chỉ có là 15.000 nhé. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhé, 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em. Anh đài 50W với giá chỉ có 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Tống Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nha. À, quý vị đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá. Đây cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nha. Hay những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn điện ánh sáng nhá. Đây tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa? Rồi, đây là màu ánh sáng vàng quý vị nhá, và đây là xài pin 18650, cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy, một cái giá quá hời luôn nhá. 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Đấy, cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này. Đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo tùy ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi quý bà con các bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con các bác mình nhá. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi. Giải chiến cho cái mùa hè nóng được nhá. Rồi và khi những cái thời tiết những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhé. Đây với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhé, pin 10 cell cho em này, một quả pin này, một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhé, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này lồng bằng sắt em nhé, lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhé, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này ấy, thì mình có thể là đấy, cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé, này xoay luôn cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhé. Rồi những cái đời trước nó chưa cải tiến nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Hai cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi, 390.000. Máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em xin cho quý vị bà con bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 inch, hay mẫu 10 inch cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp CRB này, siêu xịn sò luôn nhá. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRB Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai cái cáng của nó là có bọc cao su êm nhá, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi. 95.000 một sản phẩm nhá. Em đi tiếp cho bà con mình một cái mẫu sản phẩm đấy là cái ngâm chân nhá. Đây, ngâm chân bằng đây là vật liệu gừng già nhá, gừng này và nói chung là xạ này, các loại thảo dược nhá, thảo mộc cho em. Đây, cực kỳ là hay luôn. Bác nào hay tê bì chân tay á, nhức mỏi tay chân thì mua về ngâm. Trong này nó đã phân từng gói rồi, mình có liều lượng trong rồi. Mình mua về thì có việc ngâm nhá, hoặc là hôi chân hôi các kiểu. Đi dở đi dày mà bị hôi á thì về ngâm. Cái loại này cực kỳ là hay luôn, vừa không bị đau mỏi nhưng và không bị hôi chân luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo này, với giá chỉ có là 50.000 một túi nhá. 50.000 một túi, đây là
thảo mộc ngâm chân nha. Đấy, cực kỳ là hay. Quý bà con mình quan tâm thì alo cho em nhá. Hôm nay tiếp cho tôi về quý bà con mình cái sản phẩm nhá. Mẫu T. T này là hàng bậc cao cấp quý vị ơi. À, cực kỳ ngon nhá. Rồi, T thì em cùng có T8 này, T10, T8 nhá, T8. T8 thì T8 và T10 thì mỗi thứ là 20 cái 20.000 nhá. 20.000 một cái quý vị ơi. Đấy. T8, T10 nhá, T8 này, T10 hàng cao cấp luôn. Còn T13 và 14, 15 thì mỗi cái là 25.000 quý vị nhá, mỗi cái là 25.000 này. Đấy. T13, 14, 15 thì 25.000 một cái này. Quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm về các cái mẫu T thì alo cho em nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhá, kéo XK5. Đây hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhá. Đây là cái mẫu kéo XK5 này, đây, hàng Japan nhá. Hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Hai cáng này là cáng nhôm đúc nhá, cáng nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Này thép thì thép siêu cứng cho em này, hai hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhá. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình. Nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Nhá, màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này. 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000 mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Em lấy tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhá. Hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và sale với giá là sập nguồn cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhá. Rồi, một cái đầu nối nhanh như này, một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi, hai sợi thì tùy ý mình nhá. 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi, một cái đầu nối nhanh, hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiện lợi, nhanh chóng nhá. Rồi, chỉ một đầu thì có 2.000 thôi. Một đầu 1.000 nhá. Thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Đầu nối nhanh, dây điện cực kỳ ok luôn đấy, như này đấy. Mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhé, bóp đầu này là thấy mở ra chưa? Bóp đầu này mở ra sao là mà mình đúc dây điện vào nhá. Rồi mở hay là tháo gì, lắp gì cũng nhanh hết. Quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình là một cái sản phẩm, đây là cái bộ chì màu, như hộp chì màu luôn. Với 100 món chi tiết quý vị ơi, cực kỳ nhiều luôn. Từ sáp nước này, sáp khô này, chì này, cực kỳ có đầy đủ nhá. Màu này, cò vẽ đầy đủ cho quý vị. Mình mua về cho trẻ con mình sử dụng nhá. Vẽ tranh vẽ này, làm hồi họa sĩ học bài này, cực kỳ hay luôn nhá. Gồm có đầy đủ trong một cái set phụ kiện trong cái hai cái hộp như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 80.000. 80.000 một hộp như này nhé, hàng cực kỳ là ngon luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm cưa kiếm cầm tay quý vị nhé. Đây là cái mẫu cưa kiếm cầm tay này, dài, cái chiều dài của nó là 30 nhé, chiều dài của nó là 30. Cưa kiếm cầm tay mình có thể thay thế lưỡi, khi lưỡi xài lâu ngày nó cùng nó hết đấy thì mình có thể thay nhá. Và hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý bà con quạt mình ấy, với giá chỉ có là 100.000 và nó tặng kèm theo một lưỡi nữa. Đấy, ok chưa? Shop em tặng kèm theo một lưỡi cực kỳ là ngon nhá. Cùng công ty cùng hãng luôn. Đấy, mua về xài nhá, mua một tặng một quý vị nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình ấy một cái sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu kìm bấm chết Grossma, hàng cực kỳ cao cấp luôn nha. Đây là cái hàng này là gọi đó là hàng loài một, hàng đấy, hàng chữ dập nổi Grossman trên thân máy USA nhé. Rồi hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn, thép này thép đặc chủng nhé, thép sắt này, sám này, logo ok lắm, CRV nhé, cực kỳ là vip luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi thanh lý nhé, thanh lý với giá 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều, anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nhá. Xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm, đấy là cái lưỡi nhá.
quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nhá. Rồi một cái lưỡi hàng nhật xịn sò luôn nhá, Japan luôn. Lưỡi cưa kiếm này, cái này này là cái lưỡi không nhá. Ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy, đấy mà lâu ngày nó bị cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con quạt mình này nhá. Thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá. 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá. Mình về mình thay thay vào bật cái này lên nhá. Rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ ok, có cán sẵn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu dao nhá. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. Tên gọi của nó là Hắc Long, như cân đao Hắc Long có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi, đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng em nhá. Nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá. Rồi cho đến tay cầm luôn. Và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. Các rau các kiểu con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá. Với chỉ có 65.000 một cây này. Và có bọc nhựa, bọc da nhá, bọc da bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất kỳ là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá, có bảo vệ lưỡi luôn đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này. Mình về mình xài xong mình bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi quý vị bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá với mẫu dao Hắc Long này nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao, thì đây là cái lưỡi này thì mình có thể đưa vào mình cắt nhá. Đây đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá, lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này để mình cưa những cái cành trên cao nhá, cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn sò, có dây dừa xeo kèm luôn. Đây một bộ hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 150.000 nhá, 150.000 một cái bộ sản phẩm, cái bộ dao kéo cắt tỉa cành trên cao nhá, có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhá. Rồi quý vị quan tâm thì alo cho em này, chỉ có 150.000. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này, khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá, thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy quý vị nhìn thấy chưa, là nó cực kỳ hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm một phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá, đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn, và luôn luôn để ở chế độ chờ bực như vậy thì nó sẽ tự sáng. Đấy, có gì cần ngó nhất nhất có ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này. Nó cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sale cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000. 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá. Về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này, đặc biệt là để chống trộm nhá, ở các cổng luôn. Khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhá. Cực kỳ hay đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy. Chỉ có 50.000 thôi. Nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Tân Phúc sẽ xài sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhá, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi chỉ 10.000 nhá, 10.000 20.000 là có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này, hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao vip, bao xịn sò. Rồi hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. 10.000 một cây nhé, số lượng thì bao la, anh nào xỉ lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chiếc xứ luôn. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít, bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác giác sao, giác bông, giác bi, đấy có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này, hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy được mạ chrome siêu bóng luôn. Hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng, bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ. Hàng ZT USA cho em, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000.
Còn anh nào muốn lấy dệt lục giác mà giác bông nhá, bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Ai thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thẹp CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy. Sẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con và các bạn. Đấy, để em bóc ra một bộ đây. Bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thép CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bẩy luôn nhá. Chống rỉ rạch cực kỳ là VIP luôn. Siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy. Chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông nha em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít. Đây là cái màu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, mà có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nhá. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra. Đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút nó ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé. Nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào. Đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy. Em một tay nhá. Đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá. Đấy, hai đầu luôn. Đấy, sale nhá, sale giá xỉ lẻ bao luôn này. 10.000 đồng một cây nhé, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo, cái kéo này là kéo tỉa bấm chồi, đấy, bấm chồi chồi non ấy, chồi cành ấy, đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi nhỏ gọn siêu đẹp như này, đấy, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ VIP nhá. Rồi bác nào cắt lông mũi cũng cắt được luôn, tỉa lông mũi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi hàng là bao ngon rồi, hàng là hàng nội địa Taiwan. Nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, là hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu, thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 m quý vị nhá, thước 7,5 m cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, hay chống vỡ này, cực kỳ là đẹp nhá. Rồi 55.000 một sản phẩm quý vị nhá, 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà con bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá, xì lệ đầy đủ hết. Em xin cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bạn mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau bụng, đau lưng này, đây nhá, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn, 20 bi siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, lúc mở nguồn bên này có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhá. Đây, mình bấm vào đây xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng lớn rùng ít tùy mình nhá. Và tặng kèm theo một cái matcha mini cho quý vị bà con quạt mình. Đấy, tặng kèm theo một cái matcha mini nhá. Rồi, matcha mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lấy tí cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto. Auto có nghĩa là tự động nhé. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhé. Không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhé. Để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok. Luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vẫn nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con nào cần quan tâm thì alo cho em nhá.
Hello Tân Phúc, xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sell cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hít mình cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi vậy thì ngày hôm nay sẽ xả cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì dàng nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy, là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điệu mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đấy, gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái mẫu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái mẫu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây, đây là tô vít đóng đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây, mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rung và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra để cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá. 10 máy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu lưỡi đá cắt sắt một tấc một cho tất cả quý anh chị em bà con của mình này. Đấy, với đây cái mẫu sản phẩm này thì ngày hôm nay em sell cực kỳ là rẻ nhá. Thì một lưỡi là 3.000 thôi, một lưỡi 3.000 nhá. Còn anh nào mua một lốc 25 lưỡi như này thì em sẽ tính là 70.000. Đấy, một lốc 25 lưỡi như này là 70.000 nhá. Còn mua lẻ thì một lưỡi 3.000. Giá cực kỳ là rẻ rồi, siêu rẻ luôn quý vị nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác. Cô chú anh thì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dàng luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tẩy nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì nó sẽ đóng lại nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Hôm nay cái mẫu búa luồng cho quý vị nhá. Hai ngày về một cái mẫu búa luồng cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng 5 sao nhá. Búa luồng của Nhật cực kỳ là đã luôn. Đấy, búa luồng của Nhật quý vị nhá. Đấy, Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy. Rồi, thì ngày hôm nay thân lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này, với giá chỉ có 38.000 nhá. 38.000 thôi. Đấy. Cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá. Nhổ đinh, đóng đinh thoải mái cho em này. Cực kỳ là ngon luôn nhá. Tiền lời gòn nhè cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nữa nhá.
Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nha. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nha, cực kỳ là đã luôn này. Nha, bao khỏe luôn nha. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nha. Đây, bật lên chà cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nha. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nha. Mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Hãy xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nha. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà một có một cái sở hữu một cái máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nha. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp theo em lên cái màu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nha. Rồi, pin đây là pin 18650. Pin này là pin tái sử dụng quý vị nhá. Đây, về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này. Đấy, mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoang pin ấy, là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình ấy, lớn hơn nhá. Rồi, pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Hay hàng về số lượng cực kỳ là nhiều là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này, và sạc này, sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhá. Đấy, sạc về bao la luôn. Phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này. Quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đã luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Tiếp theo em lên cái màu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhá. Đây là cái màu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đây là màu này là màu lớn nhá, màu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái màu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhá. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhá. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái màu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật, bao xịn sò luôn quý vị nhá. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhá. Bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đây là bơm nước cho hoa, cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái màu này là dung tích 2 lít nhá. Này, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Nay về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhá. Đấy, đây một cái rìu, đây là cái màu đa năng. Đấy, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này. Mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé, như chặt xương, chặt đồ các kiểu, chặt cành cây. Hay đi rừng đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Hay bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Hay thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Hay hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Hay em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Hay quý vị bà con bác anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp theo về cái màu sản phẩm Zippo quý vị nhé. Hay một cái màu Zippo. Hay hàng bao đẹp luôn. Hay bao nó như bao xanh điều nhé. Dành cho những anh hay hút thuốc này. Hay, hoặc là chơi hộp quẹt này nhé. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về thì mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhé. Có đầy đủ như này. Đấy, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Hay về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Rồi, tiếp theo quý vị nhá, hãy chiều chiều mình là nhớ chiều chiều này.
hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này, cực kỳ một cái em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này, có đèn nhá, kim điện 220 quý vị nhá, kim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dằng hơn đấy, bằng. Còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi, cái màu này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này, em múc nhanh thì về ăn đồ nướng quý vị nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bà anh chị em mình ấy là một cái màu sản phẩm nhé, em một cái màu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Hai hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150 mm nhá. Rồi này, hàng này là bao chuẩn bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Cái hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Thế đó ngức khẳng trên này rồi, và nó được khắc âm nhá, đấy, được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá. Một cái mẫu cái thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng bao xịn sò như này, hay em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Hay 120.000 quý vị nhá. Hay anh chị em bà con của mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Hay tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có thuốc vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Hay các anh sửa chữa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ là một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhá. Ở đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28 cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá, và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái mẫu sản phẩm này ấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha, với giá chỉ có là 220.000 thôi, 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi nay em về cái lô mũi khoan, hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá, mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này, nó theo kèm này quý vị nhá, nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá, bóc ra luôn. Đấy, đấy nó là gồm có này, thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá, ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này, và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa, ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này, thế nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan khắp xịn sò như này. Thì em thanh lý toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đấy, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá, đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn, với giá chỉ có là 100.000 nhá. Tiếp theo quý vị nhá, đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm hai ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này, 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn, 2 ti này, 2 ti này thì em nói thật cái bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bạc mình bơm nhá, bơm xe máy, bơm xe ba gác này 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá,
ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Đấy, một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Đây thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nhá, một hộp chỉ có giá 50.000 thôi, đấy, cực kỳ là xịn sò. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhé. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha cả trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi, và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoan không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này. Đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi, cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo Nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dày dặn và xịn sò luôn. Tiếp theo hôm nay em có về một cái lô sản phẩm, đây là cái thùng đồ nghề cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, đó có 3 size nhá, 3 size cho toàn thể ai có nhu cầu đến cái mẫu lớn thì có lớn, có bé nhá. Đây, đầu tiên đây là cái mẫu bé này. Màu bé thì cái đường kính của nó quý vị ơi, đây là 35 nhé, 35 chiều dài nhé, và chiều rộng thì nó là 15 cho em này. Đấy, chiều rộng này nhá. Rồi, và cái thùng thứ hai đó là thùng 40 này, 40 là đó là size trung cho em này, và thùng bự là nó là 42 nhá, 42 45 gì đây, 45 này nhá. Rồi, thì giá của mỗi thùng thì cái này là 150.000 nhá. Đấy, thùng bé nhất là 150.000. Còn thùng vừa thì nó là 220 nhá, thùng vừa 220 cho em. Và thùng bự nhất là 250 nhá, thùng bự nhất 250 cho em này. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá.